Thưa quý vị, theo dự báo của cơ quan chức năng, vào tuần sau, tức tuần đầu tiên của tháng 4, lượng nước được xả từ đập thủy điện Cảnh Hồng tại Vân Nam Trung Quốc cộng với lượng nước xả từ các đập thủy điện của Lào trên sông Mekong sẽ về tới đồng bằng sông Cửu Long. Diễn biến này được kỳ vọng sẽ giải quyết phần nào tình hình hạn mặn đang ở mức kỷ lục tại đây. Và để tìm hiểu rõ hơn về những căng thẳng trong sản xuất và sinh hoạt mà hạn mặn đã và đang gây ra cùng với các giải pháp mà các tỉnh miền Tây Nam Bộ đang triển khai, Minh Vy xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận tại một trong những tỉnh đang chịu thiệt hại bởi thiên tai này, đó chính là Vĩnh Long. Vụ lúa đông xuân năm nay khá bết bát. Đó là tâm trạng chung của không ít gia đình tại thị trấn Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Nhà chị Đỗ Thúy Kiều là một ví dụ. Chị cho hay, sau hai đợt mặn trùng với chiều cao, lúa nhà chị mùa này gần như mất trắng. Nó ngập là từ bữa 29 tới mùng 3 Tết nó mới rút xuống á, rồi nó ngập rồi cái 3 bữa ngày sau cái nó rút xuống là chót lá lúa nó đỏ hết trơn rồi. Rồi bông lúa lại đen rễ rồi đen hết. Năng suất mỗi năm đông xuân á là khoảng 35-40 dạ một công, mà bây giờ cũng như là giờ là đắng tay rồi đâu có thu lại được đâu. Đã 55 tuổi với hàng chục năm làm nông, đây là lần đầu tiên ông Đỗ Văn Bá biết đến chuyện ngập mặn tại khu vực mình. Nó tiêu hết rồi, nhưng mà không phải là tiêu hết toàn bộ hết nguyên cái khu này. Nhưng một người là 100%, còn một người khoảng 50%, một người hoặc 80%, nó có cái số vậy bị gì. Ai trổ trước là nó hư hết, mà ai trổ sau thì nó còn được chút đỉnh, là như vậy đó. Chứ không phải là hư hết. Mà nó tràn là nó tràn, cái này nó tràn chị nghĩ đâu phải ít đâu. Nó tràn liên 3 tổ luôn, từ tổ 4, tổ 3, rồi tới tổ 5 là nó nguyên cánh vườn này nó tràn vô, đâu có ai mà giữ nước được. Mà như hồi đó giờ đây là không có nước mặn. Từ xưa năm nay em 55 tuổi là chưa biết nước mặn, mới biết lần này đó. Không chỉ có lúa, hạn mặn cũng khiến các vườn cây ăn trái và cuộc sống của người dân điêu đứng. Tại xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, nhiều vườn sầu riêng trơ lá. Tính chung tại xã này, có khoảng 80 hectare sầu riêng bị thiệt hại, bao gồm 40 hectare là cây đang cho quả và 40 hectare là cây con. Trên địa bàn xã Thanh Bình đợt rồi thì nước mặn xâm nhập ngay cái đợt Tết Nguyên Đán, kéo dài khoảng tuần lễ. Và mới đây thì đầu tháng này thì cũng diễn ra một cái cường độ mặn kéo dài khoảng 10 ngày. Theo cái quan trắc của phòng nông nghiệp thì cái độ mặn lúc cao điểm khoảng 5,6 phần ngàn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cái diện tích vườn cây ăn trái trên địa bàn xã Thanh Bình. Hạn mặn cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt. 50% hộ dân tại xã Thanh Bình dùng nước máy, nhưng mỗi khi độ mặn trên 3 phần ngàn thì nhà máy xử lý nước địa phương dừng hoạt động vì không có khả năng xử lý. Tại xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, hạn mặn cũng đã len lỏi đến bữa ăn. Mặn nó xâm nhập vào sâu vô đây thì ảnh hưởng rất nhiều tới sinh hoạt, tới đời sống của nhân dân ở đây. Thứ nhất là vấn đề ăn uống tưới tiêu. Cây cối thì nếu mà tưới thì nó bị chết rụng lá, còn ăn uống thì hồi nào giờ không quen thì nó cũng khó lắm, ăn nó mặn mà đi ăn mấy đứa nhỏ nó bị ảnh hưởng, nó không chịu, khó khăn lắm. Theo tính toán, đợt hạn mặn này, toàn tỉnh Vĩnh Long có 70.000 hectare đất tự nhiên bị xâm nhập mặn từ 2 đến 10 phần ngàn, gây thiệt hại hơn 122 tỷ đồng. Trong đó, Vũng Liêm và Trà Ôn là hai huyện bị ảnh hưởng nhất. Vĩnh Long là một trong 12 tỉnh công bố tình trạng thiên tai do hạn mặn tại đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ước tính khoảng 140.000 hectare diện tích đất nông nghiệp bị thiệt hại, trong đó trên 60% tác động đến năng suất cây trồng. Không thể phụ thuộc hoàn toàn vào việc nước thượng nguồn Mekong đổ về chống mặn, các tỉnh đã lên phương án cho mình. Tại Vĩnh Long, có 119 công trình thủy lợi được nạo vét, nâng cấp. Người dân được hướng dẫn các giải pháp trữ ngọt cho tưới tiêu vì theo dự báo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, độ mặn tại các cửa sông vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục tăng cao trong tháng 4. Coi như nó bị xâm nhập mặn, nó đổ lá, coi như là nó giảm đi năng suất hết 50%. Mới đây thì bị xâm nhập mặn sớm quá, thành ra mình chưa có chuẩn bị được. Rồi bây giờ từ đấy sau mới chuẩn bị để mà mình mà đầy nắp cống lại, để mà chứa nước ngọt để mình tưới tiêu rồi cho nó đỡ. Bây giờ cũng mới quá rồi, cũng chưa có được hỏi và học. Thành thử ra bây giờ mình cũng đang nghiên cứu nhờ ở trên các chuyên gia để mà giúp đỡ cho mình thôi. Năm sau nước mặn có thể là dữ hơn, nhưng mà mình cũng cố làm sao mà đừng ngập thì mình được phục hồi. Tưới tiêu mình bây giờ phải ngăn chặn nước mặn, mình giữ nước ngọt lại trong mương, trong ao của mình để mình tưới tiêu.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì đưa ra 4 giải pháp chống hạn mặn là tăng cường công tác dự báo, điều chỉnh lịch thời vụ và cây trồng, tăng cường sự tham gia của các địa phương và dần chuyển đổi mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu như chuyển từ mô hình trồng lúa sang tôm lúa. Cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhiều viện trường chuyên gia cũng đưa ra các khuyến nghị ngắn hạn lẫn dài hạn cho đồng bằng sông Cửu Long. Một tín hiệu khích lệ là khi hậu quả đã nhãn tiền thì các ý kiến dần được quan tâm thích đáng hơn. Bởi trước đây, dù các nhà khoa học đã bao phen cảnh báo về tác động của biến đổi khí hậu thì chính những người nông dân vẫn không được thông tin về nó bao nhiêu. Đối với ông Bá, ông Châu hay ông Trà, trong ghi nhận của chúng tôi, chuyện hạn mặn, hậu quả của biến đổi khí hậu là một điều gì đó còn mới mẻ, lạ đời hay đột ngột đến không kịp trở tay.